ca sĩ Queen vừa chính thức trình làng sản phẩm âm nhạc mới mang tựa đề Do Em, Do Anh, Do Ai. Ca khúc chủ đề là một trong những phiên bản ballad có giai điệu chậm do nhạc sĩ trẻ Anh đưa Nam Trương sáng tác. Với nội dung xoay quanh mẫu truyện tình không trọn vẹn, Queen đã bộc lộ đầy tự sự, khắc khoải trong từng câu hát. Sau khi xong phiên bản audio, Queen bắt tay với ekip của đạo diễn William để triển khai music video cùng tên. Queen ấn của nhiều tâm huyết cho sản phẩm mới. Kịch phiên bản được xây đắp dựa trên nội dung bài hát. Cụ thể, Queen vào vai chàng trai văn minh yêu quý tò mò công nghệ, chơi game online. Trong một lần đi đắm gỏi của phiên bản thân, anh vô tình gặp gỡ được cô nàng xinh đẹp Emma Nhất Khanh phóng viên mà mình biết qua mạng xã hội. Kể từ đó hai người cảm mến và cùng share những khoảnh khắc và lắng động cùng nhau. Tưởng chừng hạnh phúc là mãi mãi, nhưng cho tới một ngày, Queen khen tung với tình nhân cũ của người tiêu dùng gái. Những tình tiết tinh vi tiếp nối đã làm cho chàng trai vô cùng bi thương bả, hối hận. Queen bật trước đó anh hay bị đồn đại chuyện tình cảm khi thao tác làm việc chung với những bạn diễn nữ. Để tránh những nghi án không hay, lần này anh đưa ra quyết định không tham gia các tin diễn viên mà làm cho ekip toàn quyền đưa ra quyết định. Khi diễn cùng với giọng ca trẻ Emma Nhất Khanh, Queen vô cùng ưng ý vì cách thao tác làm việc chuyên nghiệp quá của đồng nghiệp dù lần đầu hợp tác. Sau khi phát hành sản phẩm mới, Queen tất bật đi lưu diễn và ấp ủ thêm một vài kế hoạch cá nhân. Dưới Do Em, Do Anh, Do Ai, Queen để kiểu tóc dài đầy lãng tử. Nữ chính trong mới của Queen là ca sĩ trẻ Emma Nhất Khanh. Do Em, Do Anh, Do Ai Queen Sandy.